thành phố xuống hả chị? Dạ. Năm nào cũng đi không chị? Mới đi lần đầu. Dạ. Ẩm thực đường phố, hương vị Sóc Trăng, món gỏi Thái luôn nè cô chú chị, rất là hấp dẫn ha. Chừng bà... quay phim xíu nha mấy cô. Dạ. Vậy hả? Dạ. Một hộp bánh vậy mình bán nhiêu tiền cô? Ê, cứ 5.000 cái em muốn mua bao nhiêu cái thì mua. À dạ, nằm cái quầy của chị. Dạ. Dạ. Em mua hộp 10.000 trở lên à. Dạ, mua hộp 10.000 trở lên. Dạ. Dạ. Hộp luôn nha em. Không chịu. Chuyên mệt lắm phải không em? Kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Em về đăng ký. Dạ, em cảm ơn nhiều nha. Dạ. Này ghi sáu quá chị. Cái này là ở nhà mình trồng luôn hay là mua đi bán lại chị? Dạ ở nhà trồng luôn ha. Wow. Chào, xin chào. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị. Rất vui gặp lại quý cô chú anh chị trong một video clip tiếp theo của em ngày hôm nay nha. Thì hôm nay em mời quý cô chú anh chị mình cùng về thị trấn Chợ Lách của huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre để đi tham quan hội chợ thương mại huyện Chợ Lách 2023 với em nghe quý cô chú anh chị. Thì ở đây á hàng năm đó người ta có tổ chức cái lễ hội trái cây quý cô chú anh chị, mà năm nay á thì là để hội chợ thương mại ở huyện Chợ Lách rồi quý cô chú anh chị mình ơi, không còn để lễ hội trái cây như mấy đợt trước nữa quý cô chú anh chị mình. Thì bây giờ là em đang đứng ở đối diện với nhà lồng của Chợ Lách khu C này quý cô chú anh chị mình. Mình sẽ đi cặp ở bên nhà lồng này, đi xới xíu là đụng cái khu người ta tổ chức hội chợ thương mại huyện Chợ Lách. Nghe quý cô chú anh chị, hoặc là cô chú anh chị mình đi từ cầu Chợ Lách cũ mình đi xuống là mình đụng cái khu người ta tổ chức ở bên mé tay phải liền luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ bắt đầu từ ở phía sau Chợ Lách ở đây, mình đi dài lên để tham quan cô chú anh chị. Đó, dài ở đây có bà con bán trái cây rất là nhiều luôn nè. Trái cây nhà vườn bán á. Bòn bon nè, rồi mãng cầu, sầu riêng, dải. Ở đây có một số loại để giá của chú anh chị. Bòn bon thì 50.000 ký, dải này 25.000. Năm nay theo em được biết là trái cây ở miền Tây mình là đụng độ với trái cây ở miền Đông đó cô chú anh chị. Hai bên đụng độ với nhau cho nên là năm nay trái cây khá là rẻ luôn cô chú anh chị. Phía trước thì dải đây thì có khu vực giữ xe nè, giữ xe với giữ nón luôn. Xe thì 5K 5.000 đồng một chiếc, nón thì 5.000 đồng. Đó, khu vực dưới xe thì ở phía trong đó. Đây trái cây dài ha, bán ở cái cổng phía trước cũng chào đi vô. Bên đây có bòn bon 45.000 ký nè, 45 thì trái không đẹp bằng. Đó. Năm nay thì em thấy là ở hội chợ thương mại Chợ Lách này người ta tổ chức khá là hoành tráng cô chú anh chị, có làm cổng chào rất là khang trang nè, rồng phụng rồi ha. Ôi ở đây nguyên một cái phái đoàn luôn nè. Đó. Đứng chụp hình kìa, đứng chụp hình nè, bỏ cái điện thoại ở đây luôn cô chú anh chị. Cái này gặp ở Sài Gòn là rất là nguy hiểm nha, mà ở đây đỡ, an ninh đỡ hơn. Đó, 1, 2, 3 kìa. Đó. Để cái điện thoại tự chụp luôn cô chú anh chị. Chụp quá, chụp luôn à. Vui chưa? Có chụp không chị? Nhưng mà nó từ lưa hết á. Từ lưa hết luôn. Mấy chị đến từ đâu? Thành phố. Thành phố xuống hả chị? Dạ. Năm nào cũng đi không chị? Không, mới đi lần đầu. Mới đi lần đầu. Dạ. Mới đi lần đầu là năm nay là đi trúng năm rồi đó, thấy tổ chức quá hoành tráng luôn á. Mới năm trước thì tổ chức thì thấy sơ sài của chú vậy, để hội trái cây mà không có trái cây gì hết trơn. Năm nay thì thấy trái cây bán dài đường cũng rất là nhiều rồi đó. Đây, giờ mình sẽ đi dài lên đây để vô trong hội chợ.
kết mấy cái trái cao ấy nè, cái đuôi rồng này cô chú anh chị, làm khá là hoành tráng nha. Đó, trời ơi, cổng này thôi cũng biết bao nhiêu tiền mà nói. Đây, ở phía ngoài này là những cái trái ớt với cái trái gì khô nè, củ cải muối gì á. Ồ, và bên đây thì có bán đồ chơi đâu nè. Này bán quá trời đồ, bữa nay bà con đi cũng rất là đông cô chú anh chị. Để hồi em đợi em coi cái bảng quảng cáo ở đây tổ chức từ ngày nào thông báo cô chú anh chị mình cũng nắm với em nha. Sớm đi coi cũng chưa có coi thông báo nữa. Ở đây là có cái chỗ bán vé vào vào cửa, nhưng mà buổi sáng thì không có bán cô chú anh chị, buổi tối mới có bán, tại vì có ca sĩ về hát á. Vé giá vào cửa thì 20.000 đồng. Đó, quảng cáo ngôi sao ca nhạc này nọ đó. Ở đây có cô bán đậu nấu nè, rồi nước giải khát các loại nè. Đây cổng nè cô chú anh chị, này tổ chức từ ngày 15 cho đến ngày 22 tháng 6 năm 2023 đó. Bữa nay là ngày 17 rồi quý cô chú anh chị ơi. Rồi mình đi vào trong phía trong cô chú anh chị. Ồ, quá trời đông ở trong đây luôn. Rồi, dòng người đang đổ ra. Chà, năm nay tổ chức ở phía bên đây có một cái tiểu cảnh du khách mình chụp hình rồi nè, trang trí trái cây đồ rồi hình chú mèo hoành tráng quá ha. Có hình cái đầu rồng ở đây nữa nè, cái này đủ loại trái cây hết trơn nha cô chú anh chị. Để mình xem coi có những cái loại trái cây gì nha, giờ mình xem từ trên xuống dưới nha. Đầu tiên á là có khóm nè, bưởi nè, mít nè, chôm chôm, măng cụt, rồi cái trái trắng trắng này, trái gì em không biết luôn, giống như cái cà gì á, thanh long nữa nè cô chú anh chị, cà tím, rau củ luôn nha. Có bí nữa kìa, bí gợ, thanh long, dưới này thì vừa nước rồi mít rồi ha. Bên kia thì là có dừa cây của mình đó, dừa tươi á. Chà, hôm nay là mấy cái cổng khá là ăn tiền với chỗ cho du khách được chụp hình nữa nha. Năm ngồi bị người ta phản ánh đó cô chú anh chị, nói hội chợ trái cây gì đâu mà không có trái cây hết trơn á. Năm nay thì thấy tổ chức khá là ok, nói chung là ngon hơn năm trước rất là nhiều. Bên đây thì có những cái gian hàng bán đồ ăn tự chọn nè, xiên que đó nè. Ồ, nhìn cũng rất là hấp dẫn nè cô chú anh chị. Đó, quá trời đồ ăn luôn. Bàn ghế ngồi trong đây cũng thấy mát mẻ của chú vậy, người ta có che ở phía trên, che mũ phía trên. Khu này có một số khách đang chọn lựa chọn xiên que nè. U đào ẩm thực đường phố hương vị Sóc Trăng. Ồ, qua đây có làm cái món gỏi Thái luôn nè cô chú chị, nhìn rất là hấp dẫn ha, trưng bày đẹp ghê chưa, rồi ốc nhồi thịt đâu nè, ăn như cái món bún Thái á. Chào cô. Đây khách rồi, ăn uống rất là đông cô chú anh chị. Ở đây thường người ta đi nguyên tem không à, gia đình bạn bè rất là đông. Đây bán sạch sẽ lắm cô chú anh chị, mắm ba khía đâu nè.
ta bịch lại ha, để gùi bu kiến đậu á. Không, rồi đang làm món gỏi hái bên trong á. Chanh, ớt, cà chua, đồ chất đẹp ghê không? Nhìn như cái ngọn tháp. Đó, vô cái cổng thì cặp cái khu ở bên mép tay phải mình như vậy. Đây thì bà con bán những cái món ăn tự chọn xiên que của chú anh chị, rồi bán gỏi hái đồ ha. Năm nay không có bán trái cây hả cô? Ít hả? Năm trái cây hình như là bán ngoài đường hay gì á, hái ngoài đường bán nhiều lắm. Trái cây ngoài đường chợ người ta bán thôi. Dạ. Năm rồi thì ở phía trước đó là có khu bán trái cây của chú anh chị. Để hồi mình đi lại coi có bán không. Có cô chia sẻ là năm nay như không có bán trái cây ở phía trước đó nữa. Ở phía bên này thì là có một cái khu là bánh dân gian của chú anh chị, của huyện Chợ Lách nè. Hội hy luôn, hội hy bánh dân gian luôn. Quá trời đông luôn cô chú anh chị ơi. À, giờ mình sẽ xem ở khu vực ở bên mé bên phải trước, rồi hồi qua bên tay trái nha. Bên đây là cái gì nè, hội liên hiệp phụ nữ thị trấn đó. Ở đây thì có nhãn, rồi có bánh tráng trộn rồi nữa nè đó. Bánh các loại, bánh dân gian. Cho con xin quay phim xíu nha mấy cô. Dạ. Vậy hả? Dạ. Ở đây là quay là mua ủng hộ hộp bánh ha. Dạ. Một hộp bánh như mình bán nhiêu tiền cô? Cứ 5.000 cái, em muốn mua bao nhiêu cái thì mua. À dạ, 5.000 cái. Dạ. Có cái 8.000 nữa. Dạ. Bánh gì đi anh ơi? Dạ. Bánh lá mít luôn nè. Bánh lá mít nè. Đó, cái này là nhiêu cái chị? 10.600 cái. 10.600 cái. Dạ. Còn này là bánh chuối và chí xào. Còn cái này là bánh da lợn với bánh bò. Dạ. Chuối chiên, bánh còng. Cái này là bánh tiêu, bánh chè quẩy. Bánh tiêu và chè quẩy. Bánh ít trần. Bánh ít trần. Bánh bột bán hiện đậu. Dạ. Là cái này mình thi chưa cô? Chưa thi, bốn tay. Bốn tay mới thi, vậy là cái này mình làm bán thôi. Làm bán. Dạ. Vậy lấy mua gì ủng hộ mấy cô ở đây nha. Lấy còn cái bánh tiêu, cái giò chú quẩy với cái chú chiên đi. Dạ. Đó. Dạ. Tiêu 2. Ở đây đông người đó, mua hết cái món này ta la người. Vậy hả cô? Dạ. Rồi của con nhiêu vậy cô? Dạ 18.000, ba cái bánh 18.000 cô chú anh chị. À. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Đó, à, và trong đây thì bà con bán rất là nhiều bánh nhân gian cô chú anh chị. Chào, chào chú. Dạ, YouTube của con là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. À, tới quầy của chị. Dạ. Mua hộp 10.000 trở lên à. Dạ. Mua hộp 10.000 trở lên. Đi hết trơn cái này là chắc cũng bọn lúa của chú anh chị. Đây anh thử cái bánh kẹp nhà em làm ơi. Dạ, trong đây. Trong đây có bánh kẹp rồi ha. Lấy 3 cái 2.000 đi chứ. Bánh kẹp. Rồi cái bánh này là bánh cúng hả chị? Bánh cúng nè. Bánh 10.000, bánh xếp. Dạ, bánh xếp. 3 cái 10.000. Bánh kẹp là 4.000 cái. Dạ. Đang lại trong đây luôn hả cô? Bạn ra nếm lại nha. Dạ. Rồi ra nếm lại cô chú anh chị ơi. Cô kia đây quay, cô đang làm bánh lá mít nè. Cho con muối nhờ đây cái nghe cô. Dạ. Bánh lá mít. Dạ. Vậy là lá mít này là mình làm lúc tươi luôn hả cô? Đó. Có lá tươi, lá ấy rồi ha, lá hấp rồi. Đó. Dạ. Đó. Nắng khá là dẻo tay ha.
Cái này là bột lá mơ hả cô? À đúng rồi, bột lá ngâm mơ. Lúc mà nó còn ấy thì nó có màu xanh đậm đậm của chú vậy. Hấp lên rồi thì nó ra cái màu đen. Dạ, màu đen xanh xám. Đó. Đó, rồi giờ bỏ vô hấp. Cái này là của Vĩnh Hòa em. Vĩnh Hòa. Dạ. Của xã Vĩnh Hòa hả cô? Dạ đúng rồi. Xã Vĩnh Hòa cô chú anh chị. Mấy cô này. Rồi cảm ơn cô. À, ra đây nè. Thôi ăn bánh bánh cúng á. Dạ. Dạ. Bánh cúng. Bánh cúng. Thôi em còn mua dài dài nữa, mua ngự ít ít cho vui thôi chứ. Dạ. Dạ. Dạ có luôn. Cảm ơn anh đẹp trai nha. Rồi cảm ơn chị nhiều. Chúc gian hàng mình bán đắt khách nha. Dạ. Dạ cô chú anh chị. Bánh tét rồi bánh ú luôn. Vô gian hàng bánh rất là nhiều loại bánh nha. Hàng trăm loại bánh trong đây á. Dạ. Cô này bán bánh gì nè? Bánh này bánh gì cô? Bánh quay dạt. Bánh quay dạt hả? Dạ, bánh quay dạt. Còn này bánh bánh bò, bánh chuối vô hộp sẵn ha. Một hộp vậy là bao nhiêu tiền cô? Dạ, còn bánh quay dạt cũng vậy hả? À, quay dạt là 40. Còn bánh này là 12.000. Mua nước uống đi. Qua bên đây mua nước đi, lấy con chai nước suối nha cô. Dạ. Mua bánh rồi giờ mua nước cô chú anh chị. Gian hàng nào cũng ghéo mua chút chút hết. Dạ. Dạ, 5.000 hả cô? Dạ, nước ở đây cô bán giá cũng bình dân ha. Còn nước suối là mấy cái loại nước ngọt là bao nhiêu chai cô? 10.000. Dạ. Đây có chai nước uống giải khát cô chú anh chị. Dạ, cảm ơn mấy cô nhiều nha. Dạ. Dạ thôi được rồi. Dạ. Em vô đây chắc em đảo ra luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Bánh đồ quá trời luôn. Thì tới đâu bà con cũng mời mua tới đó hết trơn á. Bên đây có làm bánh khọt đồ nữa nè. Bánh khọt, bánh bò. Nước mía, chè bưởi. Nước mía 10.000 ly, chè bưởi 15.000. Ồ đây có trái mít gì nó dài hượt cô chú anh chị. Nhìn giống như mít tú ngữ mà nó dài quá ha. Tú ngữ thì nó tròn tròn. Mày mít mơ hả chị? Dạ. Cái này 1 ký nhiêu vậy chị? Dạ 50.000 1 ký. Cái này chắc giống mít mới quá ta. Dạ. Bao muối bao ngon luôn. Ở đây là của hội Liên hiệp phụ nữ Vĩnh Bình. Dạ. Bên đây là của ai chị? Tân Hiền. Dạ. Tân Hiền vậy cái bảng này để chung hả ta? Dạ. Cái bảng này để ngay cái đường đi vô. Em cảm ơn mấy chị nhiều nha. Dầu cầu bánh rồi quá trời luôn. Đây là hội Liên hiệp phụ nữ Hòa Nghĩa. Dạ dạ, ở trong đây là toàn hội liên hiệp phụ nữ không à cô chú anh chị. Mấy chị em phụ nữ không à. Dạ, người đẹp không á. Dạ. Đó. Người đẹp không nè. Đó, người đẹp có làm bánh không hay là đứng bán thôi? Tự làm đúng không? Vậy hả? Dạ. Ồ, quá trời giỏi vậy ta. Dạ. Ở đây có bánh gì đây? Bánh bò nè, này mì nướng nè, bánh chuối nè, này là bánh lợn nè. Dạ, bánh trời ơi quá trời luôn, nghe giới thiệu là muốn chón gión luôn. Đây có bánh con sùng nữa phải không cô? Bánh con sùng nè. Dạ. Dạ này đề cha ông để lại nè cô chú anh chị, mấy ngàn đời rồi đó, lâu lắm rồi. Còn bên đây là có cái gì, lạc xưởng. Lạc xưởng dòi nè. Dạ lạc xưởng dòi, đây có chiên cho dùng thử đó nè. Đó. À, lấy con miếng bánh da lợn nha. Wow. Dạ. Dạ con còn mua ấy nữa, mua ở nơi chút chút cho vui. Dạ. Cái YouTuber cũng tay hả Lan?
YouTuber gung tay. Dạ. Chai xấu, chai xấu. Dạ. Như vậy cô. Dạ. Dạ cảm ơn mấy cô, mấy chị. Dạ rồi, chúc mấy cô mấy chị mua hoa bán đắt nha. Dạ. Quá trời cô chú anh chị ơi. Đó, bên đây thì có một số trái cây nữa nè. Nhãn, chôm chôm, bưởi rồi bên đây nè. Bên đây thì có bánh tầm khoai mì. Quá trời bánh luôn á. Ở đây thì có một số gian hàng thì bà con chế biến bánh tại nơi tại chỗ luôn nha, đang làm luôn á. Dạ. Bánh tầm mì tại chỗ luôn hả cô? Cái chị. À, dạ. Ồ. Màu lá biếc. Còn bên đây là màu tự nhiên. Dạ. Đang làm bánh. Dạ. Ủa đẹp quá ha. Để đi vô quay cho cận cận nó đẹp. Dạ. Đây là đang đổ bánh. Ở đây có đường vô không mấy chị? Dạ. Vô xâm nhập cái khu nhà bếp luôn cô chú anh chị. Đó. Bánh tầm à. Bên đây là đang làm bột nè. Dạ. Dạ. Có lò hấp tại chỗ luôn. Đó. Đẹp quá ha. Màu lá biết tự nhiên nha. Dạ, chứ không có xài màu quá học quá chất gì hết á. Gái đang sắt bánh này hả? Đó. Sắt từng sợ rất là tỉ mỉ luôn. Đó. Anh nói gì tới rồi đi. Nó cỡ quá em cô luôn à. Dạ. Người đẹp. Người đẹp sắt bánh. Dạ, để mua hết thao tặng em sắt tới chiều luôn nha. Em gu à. Dạ. Buồn quá à, em gu à. Chắc sắc sáng giờ mệt đi lắm vậy. Dạ. À. Chi bánh khọt tặng cho em chi bánh khọt luôn. Đó. Mua thử bánh khọt tặng cho em chi bánh khọt luôn nha em. Không? Không chịu. Chiên mệt lắm phải không em? Dạ, không có đi đâu hết. Mấy đứa này xin không à. Dạ. Dạ. Này là phụ ơi, phụ mình thấy gì chị? Để phụ quá ha, dạ, giỏi quá. Bánh đi chị đẹp. Bánh đi chị đẹp. Chị đẹp ơi. Em cảm ơn mấy chị nhiều nha. Dạ, chúc mấy chị nhiều sức khỏe, gia đình bình an hạnh phúc nha. Bản tên ha. Dạ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Tân Hiền. Dạ. Mỗi một cái hội vậy là một xã đó cô chú anh chị. Xung quanh của chợ Lách không à, huyện chợ Lách. Dạ, kênh của em là Khám phá Vĩnh Long. Dạ, có thời gian qua xem ủng hộ em ha. Dạ. Đây có bánh cống đó nè. Dạ, Khám phá Vĩnh Long. Bánh cống cô chú anh chị. Ồ, quá trời bánh luôn. Làm cái mâm đẹp quá ha. Bánh bò, bánh da lợn luôn nè. Đó, ăn cái loại nào thì mình bóc bóc vô hộp. Đây mấy chị như đang mua đây. Bên này có bánh phu hê rồi nữa nè. Bánh su xê của chú vậy, 5.000 đồng một cái. Dạ kênh của em là Khám phá Vĩnh Long. Khám phá Vĩnh Long. Dạ. Bây giờ đăng ký. Dạ. Em cảm ơn nhiều nha. Dạ. À. Nem chai 10.000 đồng một cây. 10.000 một cây, 10.000 một bịch luôn chị. Không có chức tâm nghe chị. Cái bánh này kia là bánh su xê hả cô? Chứ không phải phu hê hả? Su xê cái này giòn sừng sừng. Su xê là bỏ vô cái hộp. À. Cái này sừng 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 quá. Phải cây nhậu xong hả? Phải cây. Đúng. Nhiều đá. Nhậu có dòng. Dạ 5.000. Su xê. Bánh su xê. Ở trong này giờ rất là vui cô chú anh chị. Quá trời đông mà con đi live stream rồi nữa. Vui lắm. Đây, gian hàng bánh rồi nè, đây làm bánh gói rồi nữa cô chú anh chị.
là cái hộp này khá là công phu là thiệt nha. Cái này là của hội phụ nữ Sơn Định. Rồi giờ mình tham quan khu này xong, giờ qua khu khác cô chú anh chị ơi. Ở đây khá là rộng nha, tổ chức ra nhiều khu lắm. Khu ngoài trời thì bán cây kiển, rồi bán trái cây rồi ở ngoài dọc dọc ngoài đường á. Trong đây thì bán bánh nhân gian, rồi đồ ăn thức uống, rồi đồ dùng tùm lum tùm la, đá lá xe ngầu quá chứ. Đây tổ chức ngay cái chỗ nhà trung tâm văn hóa hay không của huyện Chợ Lách nè. Khu này bán đồ ăn, để em qua bên đây coi. Ồ ồ, và cái đồ nghĩa địa gì đó, đồ chìa khóa sửa xe rồi này nọ, mỏ lết. À cái này kêu là đồ bãi Nhật nha cô chú anh chị đó, kìm máy khoan rồi cũng có luôn. Dao kéo, đồ mài dao nữa, coi nào gần thiết mình ra đây mình mua. Có cây dao gấp gọn nữa nè. Cái gì ta? Dạ cái dao á, cây dao gấp gọn á. Nhọn quá à. Đồ chơi đó, đồ chơi đó, đồ chơi hữu hân đó. Bên đây đang quảng cáo cái ổ khóa thông minh nè cô chú chị, có chuông báo động trong đây nữa nè. Ra là khoảng 3 giây nó kêu tít tít tít, mình ai đụng vô nó đều kêu hết. Xịn quá. Dạ. Vậy là nhiêu mỗi da chú? 300. 300 ha. Dạ. Ồ kêu lớn quá ta. Kêu rồi nữa nó hết, kêu rồi hết pin rồi sao đâu. Dạ hết pin, mình cam hai pin ở đây nó có cái có chỗ hai pin luôn. Này nè. Anh gửi nó ra nó có cái dĩ ba pin đồng hồ nè, ba pin hai đồng hồ nhỏ, cái mình nhét vô lại để vô lại. Nhưng mà lâu lắm, tại vì đâu phải lúc nào mình cũng mình khá nó kêu đâu. Đôi khi mình đi nhưng mà nó đâu ai đụng tới đâu kêu. Khi nào mà có xe rồi nó cũng 1 2 5 hay đâu. Dạ đúng rồi, nó đâu có hết được. Giữ cái đó giữ á. Nặng dữ không à chú? Nặng ha, nặng là chất lượng à. Dao kéo luôn nè. Dao Nhật không cô chú anh chị ơi. Dao ban rồi ha. Mẫu đẹp đẹp không kìa. Đó. Dao Nhật nha, có khắc tiếng Nhật ở trên một số cây dao nữa nè. Còn có sứa nữa nè, sứa bự vậy là 350 cây, còn nhỏ là 80. Cái dao này kiểu là lạ không à, nó chặt thịt heo rồi đó, xương heo. Bên trong thì có đèn pin rồi nữa kìa. Đó, bây giờ anh kia anh nó tay keo nữa không? Anh tác động này, anh vô vô chỗ này nè. Đó, đó, vừa quéo 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 đã không? Nhiều như chim hú á. Dạ. Cái này cây sẻn á ta. Sẻn dài ghê luôn nè, nói là được á. Bên đây là dụng cụ để mình chơi kiển nè. Kìm bấm, dao cắt kiển, đủ loại hết. Đó. Cái này đẹp quá ha, giá 250 nè. Bên đây thì có bán mấy cái đồ gạt tàn thuốc nè, ngựa, rồi tỳ hưu, kỳ lân đồ, chim nữa. Mà giá thì toàn là vài trăm không bằng cô chú vậy. Như con voi này là 400, con hổ kế bên là 400, còn mấy kia thì 450, dây nịch, bóp. Bên đây là mấy cái sẻn nè, cái giá, cái đồ mình dùng trong nhà bếp. Ôi mắc cá sù luôn. Này tải áp nhận ngay quà xịn gì nè. Cái này dây gân hả mấy anh mấy em? Dạ. Này mình tải áp rồi được tặng hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ồ đã vậy ta. Mà chắc cú là có tặng luôn ha. Ồ tải áp rồi tặng quà nè cô chú anh chị, tặng mấy con dây gân nè. Cái này áp gì ta?
SBM Việt Nam gì đó. Tải áp được tặng cuộn dây về bột đồ đó. Bên đây thì bán kem, bán đồ ăn và bên đây mấy cái gian hàng bán xiên que tự chọn rồi dài bên đây nè. Ồ, hấp dẫn lắm cô chú chị. Lót mấy cái lá dứa đồ ở dưới nhìn bắt mắt ha. Đây, ở đây có mực đồ nướng đó cô chú chị, rồi xả trong nè. Đây bán kem ý nha. Đó, mùa hè này nóng nực ăn kem là rất ok. Đây cân ăn nhiều mình múc lên cho ấy cân tính tiền ly vậy 48.000 xiên que. Rồi năm nay thật sự là ở đây không có bán trái cây như năm trước nha cô chú anh chị. Năm trước thì ở trong đây có bán sầu riêng, măng cụt đồ này nọ. Năm nay thì trái cây khu vực phía trước này không có thấy bày bán. Đồ ăn luôn nè. Bên đây thì bán bánh tráng, kẹo, đậu phộng, muối đồ Tây Ninh cái gì á, đặc sản Tây Ninh luôn, đúng thật sự. Có chao nữa nè, chao môn, chao này ăn rất là ngon. Đặc sản Tây Ninh, kẹo đậu phộng, bánh tráng. Cái môn vậy là nhiêu con trao keo á em? Dạ cái này 40 khoảng 25. À 40 nhỏ em làm nha. Cái này là cũng của Tây Ninh luôn hay là làm ở đây? Tây Ninh hết á. Vậy là gian hàng của mình là ở Tây Ninh. Cảm ơn em trai nhiều nha. Bên đây thì khuyến mãi nước uống gì nè, Mirinda. Nước miễn phí ha em. Đây có nước miễn phí luôn. Đó, được rồi anh hết tay rồi, cảm ơn nha. Tay mắt quay, tay mắt sách đâu có cầm được. Mirinda hình như là có cái màu mới màu xanh hả em? Màu xanh là hương gì? Soda kem hả em? À, soda kem mới ha. Đây là mấy anh mấy chị mấy em đang chuẩn bị những cái ly nước mời bà con nè, miễn phí rất là nhiều luôn. Uống nếu mà ngon thì mình qua đây mình mua ủng hộ bên đây đó. Bên đây có bán nước bên đây đó. Cái gấu ông em được tặng hả em? Dạ đúng rồi. Sướng vậy ta. Ở đây có tặng gấu bông nữa nè cô chú anh chị. Gấu bông Mirinda. Rồi mình đi dài qua khu khác tham quan tiếp tục cô chú anh chị. Trước này bán gì đây? Mỹ phẩm. Mỹ phẩm. Cái này chị nám rồi đó ha anh. Dạ nám tàn nhang đồi mồi trắng sáng da. Dạ này của em. Hello. Đây, chị nám tàn nhang đồi mồi trắng sáng da rồi nè. Ốp lưng này được tặng nè cô chú anh chị. Rồi mình quay may mắn nè. Rồi qua bên đây tiếp tục. Gian hàng ô cốp của tỉnh Bến Tre. Đây bán gì đây? Dầu. Sản phẩm từ dừa, dầu dừa đồ này nọ. Và đây thì bán đồng hồ, rồi có những cái vòng đeo tay rồi nữa nè. Ồ, vòng cắm hạch này cô chú anh chị.
trước này thì bán bánh tự chọn 19.000 đồng trên 100 gram, mình lấy nhiều mình cần tính tiền mấy nhiêu đó. Các loại bánh nè, này là bánh bông lan á cô chú anh chị. Tới khu buffet đồng giá 20.000 đồng trên 100 gram, là các loại kẹo mứt rồi á. Rồi giờ mình nhìn lại cái khu phía sau lưng mình nãy cái cô chú anh chị đó, năm trước á là ở khu vực phía trước này nè, người ta tổ chức bán trái cây cho du khách. Năm nay không có thấy bán cô chú anh chị ơi, mà thay vào đó là những cái quán ăn, những cái món tự chọn. Đồng hồ, dây chuyền, trang sức rồi á, bên đây bán trang sức rồi các loại. Này là khu bán buffet đồng giá nè, các loại mứt rồi nè. Này chuối khô. Đó, nhà khô. Nói chung đồng giá 20.000 đồng trên 100 gram một chút vậy. Muốn ăn bao nhiêu thì cần bấy nhiêu. Khoai sâm, sữa artichoke đỏ nè. Đúng rồi. Mấy em ba. Đây là 6 bao tử. Hả? 6 bao tử. Quay phim đây nhỉ? Dạ quay phim. Cô đang kiếm mua món gì vậy cô? Dạ. 6 thái. Đây đào giò. Wow. Bên đây đang làm cốc cạch quá trời. Kem cuộn Thái Lan của chú anh chị. Đó. Rồi anh trai biểu diễn nha. Sực sực là xong rồi đó. Hấp dẫn nhất là khúc làm gạch. Khu này đi ngược lại thì bà con bán bánh đồ ha, với bán những cái đồ mà mình treo, những câu chúc rồi á. Chút có thời gian thì mình và bọc ra ngược lại xem lại cô chú vậy. Giờ mình sẽ di chuyển qua bên đây luôn. Bên đây có cái cửa rào kéo lại nè, nhưng mà người ta mở ra nha. Khu bên đây thì bán hiên về là quần áo với vỏ sách, rồi bóp da, dây nịch, giày dép đồ đó. Khu vực phía trước bên đây thì có bán áo hung đồng giá nè, 100.000 đồng một cái áo hung, rất là đẹp, nhiều mẫu mã ghê luôn. Bên đây thì cũng khá là đông bà con đi tham quan mua sắm bên đây cô chú anh chị. Đồng hay đồng hơn ở bên kia rất là nhiều luôn. Đường này mình có thể là đi ra ngoài cổng trước luôn cũng được. Bên đây thì áo sơ mi 80.000 đồng một cái đồng giá, hai cái thì 150 nè. Rất là nhiều mẫu mã đẹp luôn ha cô chú anh chị. Ngoài mấy chú mấy bác lớn lớn cứng cứng tuổi mặc rất là đẹp trai. Đồ này thích hợp cho mấy chú mấy bác ha. Bên đây cũng vậy nè, áo hung nè, 100.000 đồng một cái đồng giá. Quá trời mẫu mã luôn. Giờ đồ rất ghê à. Bên đây mấy áo hung nhìn cho mấy anh em đá banh rồi cũng được đó nè. Mấy thanh niên chơi chán nha. Áo hung 35.000 đồng một cái, ba cái thì 100, nhìn cũng đẹp ghê á. Để coi giải cô chú gì. Ôi, giải này mặc chắc mát. Adidas luôn. Áo hung hiệu Adidas. Khu này thì người ta chia mấy cái con đường nhỏ nhỏ đi thông qua những cái khu vực khác cũng được nữa nè. Quá trời rộng luôn. Ở đây giống như là một cái sân banh này trước cho cô chú anh chị. Thấy còn cỏ đâu nè. Bên này thì bán đồ cho mấy chị em phụ nữ ha. Cù là hái 70.000 đồng một hũ.
tinh dầu Thái Lan 60.000 đồng một chai. Có cái túi hôm Thái Lan nữa kìa, 25.000 đồng một bịch. Đồ máy này đồ nội y. Ở đây để giá cho cô chú anh chị. Qua khu này thì mình đi ngắm quần áo nha, quần áo nhiều lắm. 120.000 đồng cái áo nè, 160.000 đồng cái áo nè. Đó. Quần sọt bên đây thì 120.000 cái. Chứ thì có áo hung nhớ rẻ nè, 50.000 đồng nguyên một dãy luôn. Đối diện thì là quán về kính cường lực với ốp lưng điện thoại á. Kính cường lực thì từ 30.000 đồng cho tới 50.000 đồng một cái, giá cũng bình dân. Khu này thì bán những cái vòi nước để mình cho nó mạnh hơn, rửa chén rửa tay rồi của chú chị. Đó. Đầu vòi rửa chén tăng áp lực Thái Lan. Bên đây có mấy cái đầu vòi để mình tắm rửa nữa nè. Cái này nóng 120, còn bên đây là bằng mũ vậy á, 150. Đèn có camera rồi nữa ha, camera 350 cái. Cái đèn này là năng lượng mặt trời luôn á, vậy nè, cảm biến 80.000 cái. Này bán cái đồ rẻ rẻ không à, cái camera này như là xài bằng năng lượng mặt trời luôn, cô chú chị, 120.000 cái nè. Đây có cây massage đầu nữa, 20.000 đồng một cây. Bên đây thì bán nón với bán kem đồ ha. Nón này ở trên thì nón có hiệu TikTok rồi nữa nha. TikTok bây giờ Việt Nam mình chơi rất là nhiều cô chú anh chị. Còn chữ TikTok luôn, dữ dằn này chưa. Để coi có nón nào để chữ YouTube không, mua nợ đòi chơi cô chú anh chị. Còn TikTok không à, không ấy để YouTube ha. Mãn ngủ cấp dinh dưỡng sản xuất tại chỗ, nóng nóng hội hội vừa thổi vừa ăn. Đây mấy cái nón bộ dưỡng không tưởng bo cho mấy chị em, 35.000 đồng một cái cô chú anh chị ơi. Mãn ngủ cấp dinh dưỡng được làm từ lúa mạch và bột ngũ cấp, có vị ngọt của đường, vị béo của dừa bánh tre. Đây đang làm bánh ngũ cốc nè, của bà người già người trẻ ăn vào đều khỏe vừa khỏe. Máy tự động chạy ra luôn ha. Thưởng miễn phí, dùng thưởng miễn phí anh chị em ơi. Chúng em không tính tiền thưởng, chỉ tính tiền. Đây mình để bột vô đây ha. Dạ. Tự động thấy nó nấu chín luôn. Ôi bột thì thơm ghê luôn á. Đây đi tham quan dài bên đây cô chú anh chị. Này là 30.000 đồng một phần. Ở đây bánh ngũ cốc thì có được dùng miễn phí nữa nè. Một cuộn vậy là 30.000 đồng. Cái khu vực ở bên đây thì khách ta đi ít hơn ở cái con đường nãy cô chú. Đó, khu vực ở đây thì bán trang sức rồi nè, vòng vàng bạc rồi ha, nhẫn dây chuyền. Ở đây thì có để bấm nút tay nè, bấm nút tay thì là 20.000 đồng, ba đôi thì 50.000 đồng. Ở đây thì nóng ngực hơi hầm xíu. Khu này có bán đồ chiên nữa nè, đồ ăn, ăn vặt, cá viên chiên, xúc xích. Này bán mấy cái móc khóa rồi cô chú anh chị, 45.000 đồng một cái. Bên đây có mấy chị em đang mua mấy cái giỏ, mấy cái túi. Thôi mình vòng ra một phía kia cô chú anh chị ơi. Ở
đồng hồ ha. Đây không có đồng hồ Rolex. Đây bán mấy cái túi sách vỏ sách nè, 160.000 cái, 180.000, 250.000 cũng có luôn. Giá cả thì niêm yết ở trên một số vỏ vậy nè cô chú anh chị. Cái này là 200 nè. Quá trời các loại mặt hàng luôn ha. Đường này thì rất là đông. Đây là cái con đường giống như là con đường chính đó, thông qua bên kia với bên phía trước ra ngoài lộ. Khu này bán gì hôm hôm nè. Trời ơi, mấy cái đồ gắn ống tay 35 ngàn đồng một bộ. Tính tiền trong á chị. Có chị đó chứ tính tiền kìa. Bên đây thì bán khăn rồi ha, khăn tắm của Hàn Quốc ha. Rồi có ví mini, một cái là 30.000 đồng, 30k. Bên này thì bán vớ. Khu này sao đi thấy nóng nực quá. Quần sọt, quần sọt cho nam 100 cái. Sản mức đồng giá 20.000 đồng, 110 gram. Táo không hạt. Đây là xí môi thịt. Này bán như y ở Đà Lạt á. Quá trời các loại luôn. Này có dầu cù là Thái nè, 50k một chai, hai chai thì 90k. Bán hàng Thái nè. Đây có cái cây massage nữa, máy massage, đèn năng lượng 150, 160. Bông nhỏ thì 120. Này có đồ mod xài luôn đó ha anh. Cái này là năng lượng mặt trời hả? Dạ vâng, năng lượng. Mình vừa xài năng lượng, mình vừa sạc được. Sạc được luôn. Dạ vâng, thì mình xe nắng. Dạ, nó cũng giống như kiểu cái tấm pin năng lượng mặt trời của mình vậy. Mình lạc vô đây, nó tích cực điện ở trong cái pin này. Mà nếu mà không á thì mình xài cáp sạc, nó có lỗ cáp sạc của mình hết, mình về mình sạc. Nói chung là tiện nhất là mình sạc giống như mình sạc để đi điện thoại vậy, mình sạc mình để cục qua đêm, sáng hôm sau mình rút ra. Mà mình không thích xài đồ mót này thì có cái nút bấm ở đây. Giống như treo cao thì xài đồ mót. Dạ vâng, ví dụ treo cao, cái này điều khiển được khoảng 5m, 4-5m. 4-5m điều khiển. Cái này xài bền không anh? Dạ. Này xài bao lâu anh? Em mà bán thì chắc chắn em sẽ bảo bền. Quan trọng là cái niềm tin anh cho em được bao nhiêu thôi. À dạ. Quan trọng là cái niềm tin của khách hàng rồi ha. Chứ giờ mà bán hàng mà bảo là cái này ngày mai mà hư thì sao em bán. Nhưng mà em 4 năm rồi, em đi ăn bán cái hàng này 4 năm rồi đó ha. Dạ. Đây có mấy cái quạt gió để mình kẹp vô cổ của nó nè. Cái massage, máy massage. Hôm mai thì mấy chị ơi đồng giá đấy chị ơi, mình ăn cái gì mình gắp chung được chị ạ. Mấy cái đèn này thích hợp mình ấy lắm nè, để đi bán đồ rau củ không có điện á, mình treo mình bán, xài xong mình sạc. Cũng sáng ghê cô chú anh chị, có cái đèn nhấp nháy tím tím mới đuổi côn trùng nữa vậy á. Đèn pin mini. Rồi mình đi qua khu khác tham quan nhiều. Cảm ơn anh nha anh. Tham quan khu khác. Dạ chào chị. Đó. Ở đây thì bán mấy cái đồ kẹp tóc cho chị em phụ nữ đó nè. Đó.
quá trời mẫu mã đó ha. Bên này thì có mấy cái dây đeo để niệm Phật, vòng đeo tay, có dây đeo cổ nè, ô quạt, mấy cái quạt tay được cô chú anh chị, rồi có cây đấm lưng nữa nè. Đây là móc khóa. Đây thì bán lược với bàn chải đánh răng ha, 5.000 đồng một cây đồng giá. Mấy cái lược nè, chải cũng rẻ ghê á. Nước cũng như khác, xăm lạnh 5k một ly. Rồi cảm ơn hai em nhiều nha. Thu bên đây thì đang dọn ra chuẩn bị bán rồi cô chú anh chị ơi. Năm trước thì ở bên đây bán dữ dằn lắm nè, các loại mặt hàng đồ dữ dằn lắm. Giờ ban chất bán hay vậy. Hôm nay đi hơi sớm cho nên là bên đây chưa có bán luôn cô chú anh chị, mới chỉ dọn ra thôi. Chất đồ quá trời luôn nè. Đa phần mấy cái này dùng ở trong nhà á cô chú chị, vật dụng gia đình rồi đó. Bán đồ mấy cái đầm đẹp đẹp không ha, này thích hợp đi tiệc đi đám đó nè, giảm 50% cô chú anh chị, mua một tặng một. Này dây trầm hương đó ta, chuỗi nước hoa rồi các loại nè. Dạ, mua một tặng một giảm 50%. Nước hoa hàng hiệu không mà cô chú anh chị. Coi để giá đây nè, 201 chai. Đây thì bán ai dép với guốc rồi ha. Chào chị. À, mấy cái mẫu mới đẹp đẹp không nè. Có đính mấy cái viên kim cương hột sòn như đây nhìn rất là sáng. Alo anh nghe. À, anh đang quay. Chắc có tầm khoảng 2 tiếng nữa. Ok. Ồ, cô ngoài đây bán gì mà mở nhạc quá trời sập sình cô chú anh chị. Trước bên đây thì bán mắt kiến ha. Mắt kiến nam nữ đồng giá 39 ngàn đồng. Đó. Mấy kính găm mát nè, để đeo đi đường. Mặt kính thời trang. Độ là giá rẻ không à cô chú anh chị. Mặt kính có 39 ngàn cái à. Còn bên đây bóp da nè, 40 ngàn cái. Mới xài bền đâu thấy rẻ quá ha. Kính trước này chơi nhạc Khmer luôn. Giá sốt chỉ có 19 ngàn, 39 ngàn, 79 ngàn. Quần ghim 100.000 đồng một cái. Chỉ từ 19 ngàn, 39 ngàn, 79 ngàn. Và còn rất nhiều loại kính cao. Giữ rồi cho. Hàng chất lượng nhưng giá cả thì lại rất phải chăng. Đó. Chơi nhạc Khmer. Xả hàng bao đổi. Quần tay cái gì nè, 130 ngàn cái. Khăn tắm 35 ngàn đồng một cái, 3 cái 100.
xả hàng áo sơ mi trắng 60.000 cái, mua 5 cái được tặng 1 cái. Sao giờ mua được gì cơ cô chú? Cũng mua số rồi. Dạ. Dạ. Năm nay đi đây thấy vui, năm trước không vui cô chú? Vui chứ. Vui à. Dạ. Cái tên của là gì? Kênh của con là Khám phá Vĩnh Long. Khám phá Vĩnh Long. Dạ. Cô chú ở đâu đi đến đây? Thành Phú hả? Thành Phú. Thành Phú. Bến Tre chứ? Ở Thành Phú. Dạ. Thấy chú quen quen. Không biết có gặp ở dưới chợ dưới không nữa. Đợt đó con cũng có đi chợ Thành Phú. Thành Phú hôm mới có đi ở dưới du lịch biển không? Có luôn hay gì á. Có đi biển Thành Phú nữa. Dạ. Rồi chúc cô chú đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Ồ bên đây có hội chợ luôn nè cô chú anh chị. Mấy trò chơi chơi trẻ em nè. Trò chơi tứ hơi rồi. Và vẫn còn luôn ha. Ồ, trước này bà con mua kem tập trung quá trời luôn kìa. Kem tươi. Ăn kem và chụp hình lại vui á. Khu ngoài đây gì dài là một số trò chơi của chú anh chị. Đây là trò chơi điện tử rồi nè. Thời đại giờ mới có trò chơi điện tử vậy. Còn khoảng mười mấy hai chục năm về trước là chơi mấy trò như vậy. Xe lửa. Rồi một số trò chơi dân gian như bên đây. Trội banh đâu nè, hội chợ đó. Nói chung là trò chơi hội chợ hồi xưa cô chú. Trội banh phóng phi tiêu rồi hả banh đồ. Một số loại trò chơi dân gian. Giờ dắt mấy trò nước ngoài chứ không còn ở đây. Này, nước ngoài không có mấy trò này đâu hả cô chú anh chị. Được rồi anh cảm ơn em. Anh đi hôm qua ăn vòng. Ở đây thì có trò chơi hãy hao, ọc hao nữa nè. Hồi xưa chơi rất là vui cô chú anh chị ơi. Mỗi lần hội chợ mà về sớm ghiền một cái là người ta đồn ì đi chơi mấy trò chơi này hãy banh vô hùng đúng quà nấu bông nước ngọt rồi này nọ ha. Anh đi hôm qua anh quay phim cảm ơn em. Ở đây có cái cây dù rất là lớn che bóng mát nguyên khu vực này luôn. Đây là mình đi ra ngoài phía trước của khu vực ngoài đây luôn cô chú anh chị. Nhà hơi này chắc buổi chiều tối mới bơm lên. Mà ngày nắng quá không ai chơi nổi. Đây phóng phi tiêu trúng hưởng nè, trúng gấu bông này nọ đâu nè. Còn một con bạch tuộc nữa hết trơn rồi đó. Ba tiêu 200k là được gấu bông bự. 600.000. 600.000 đó hả chú? Đúng rồi. Dạ. Con gấu bông này tương đương với 600.000 của chú anh chị. À. To lắm. Quá to luôn. Này tối ôm ngủ ấm lắm luôn nè. Khỏi ôm vợ luôn, ôm gấu bông ngủ. Dạ. Rồi, giờ mình sẽ đi ra tham quan một vòng ở phía ngoài khu vực ở ngoài cô chú. Trong đây thì nói chung là chưa có đi hết nữa đó. Chỉ mới đi sương sương mấy cái vòng kìa thôi. Đó. Ra ngay đây là ngay cái cổng nữa nè. Khu vực đối diện cổng đối diện với cổng bên đây á thì là có một cái bãi dưới xe nè. Cái cổng này cũng trang trí rồng phụng rồi dữ dằn lắm cô chú anh chị. Rồi mấy cái cổng này là tốn biết chi tiền nói ha. Đây là bên đây là con phụng nè. Bên đây là con rồng.
ở đây buổi tối là người ta có mời một số ngôi sao ca nhạc về đây để biểu diễn phục vụ nó cô chú anh chị. Kế bên này là một cái giá vé vào cửa 20.000. 18 tháng 6 là có bắn pháo hoa, là vào ngày mai chủ nhật cô chú anh chị. Để mình nghe cái lo này giới thiệu xíu cô chú anh chị. Hãy đến để mua sắm hàng hóa của gần 300 gian hàng, từ cái trái an toàn đến ẩm thực món ngon Ba Biển và những chiếc bánh dân gian truyền thống, từ hàng điện tử cao cấp đến hàng gia dụng tư trang gia đình. Ba Biển rất trân trọng. Vậy là ở đây là có tổ chức lễ hội thi bánh dân gian lần thứ hai, còn lại thi lễ hội ăn trái cây chua là thứ nhất cô chú anh chị, là chắc vào ngày mai tổ chức quá, nãy quên nghe không biết ngày nào. Đến hẹn lại lên. Dòng người đang đổ qua. Bên này là cầu chợ lách cũ cô chú anh chị, chưa có chú như rồi bán số trước này để lại hỏi thăm chú sáng giờ bán được không chú? Dạ sáng giờ chú bán được không? Bán chậm hay sao chú? Dạ một ngày chú bán được nhiêu tờ vậy chú? 150 à. 150 ha. Dạ sáng giờ bán chắc cũng được mấy chục rồi hả chú? Dạ sáng giờ chú ăn gì chưa? Ăn bánh mì rồi. À ăn bánh mì. Ăn chay rồi có nước uống gì chưa chú? Có nước luôn rồi. Có nước uống chưa? Có rồi. Có hả? Thầy con gửi chú mấy cái bánh ăn lấy hảo với con nha. Dạ. Ê chú. Chơi mặn. À cái bánh con cũng biết chay mặn nữa ta. Bánh dân gian đó. Chắc ăn mà ăn chú ăn chay qua truyền kỳ luôn hả chú? Ăn chay tháng 10 ngày. Tháng 10 ngày hả? Ăn đậu có đại á. Dạ. Đây con gửi chú em mình này nữa nha. Rồi để lại rồi. Dạ. Rồi, rồi chú có gia đình con cái không chú? Không, chú mình nhà. Sống mình hả chú? Nhà chú gần đây không? Nhà ở ngoài mấy sông tốt rồi, mấy sông mà giờ thiếu à. Dạ, vậy là chú ở đó là đất của nhà nước hay sao chú? Ở đậu. Ở đậu người ta hả? Dạ. Dạ. Con thấy chú tay chân cũng khó khăn hả chú? Ừ, tay chân nó bị cái bần nhỏ lắm á. Dạ. Rồi chú có đi đồ được không chú? Dạ. Về nhà bác con nhỏ đó sớm nó kè xuống giùm, nó kéo vô. Dạ. Nó dựa vô mình, nó rồi hai tay vô, nó kéo vô vô giường giùm. Dạ. Nhờ vậy đó ha. Ừ. Dạ. Chú ngồi đây cũng nắng quá chú, sao chú không kiếm chỗ nào mát mát mình đậu chú? Chỗ này bán được mấy chỗ kia khó lắm. Dạ, chỗ này là ngờ bà dễ bé. Dạ, người ta chạy ra vô ra vô ha. Ra vô cũng ngồi có chỗ kia cũng ngáo mổ à. Dạ. Bây giờ giấy số bán có chạy được trả không chú? Không, giấy số giờ bán có chạy trả. Dạ, lấy nhiều bán nhiều đó hả? Nhiều bao nhiêu rồi, chung giữa có mấy mấy chung giữa nghỉ. Dạ, vậy là mình lượng sức mình bán thôi chứ. Ham mà lấy nhiều là ôm chết luôn. Dạ. Dạ. Căng quá ha, giờ bán giấy số cũng khó khăn quá chú. Giờ bán có bằng lấy thêm cũng không có, mà lấy bớt cũng không được. Dạ. Chú ơi, ở đây có cô Trân ở nước ngoài gửi tặng cho chú một phần quà 400 để phần nào tiếp chú trong cuộc sống hay chú? Rồi, rồi. Dạ. Rồi, anh cảm ơn cô Trân. Cô Trân, dạ. Cô Trân nha. Dạ. Cảm ơn cô Trân nha. Dạ. Rồi, con chúc chú nhiều sức khỏe, gia đình bình an nha chú. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Rồi, con đi tiếp cô chú. Dạ. Rồi, mình đi tiếp cô chú anh chị ơi, để đây cho chú quán. Dạ. Bye bye chú. Dạ. Chú quá trời vui luôn kìa. Đây nè cô chú anh chị, năm nay thì giờ lễ hội trái cây ở đây thì em thấy bán dài cặp ở phía ngoài này nhiều. Chứ ở trong khung viên chỗ đó thì chỉ có trưng bày làm để cổng chụp hình thôi.
ở đây là trái cây bà con nhà vườn đồ ra bán luôn nữa nè. Đây có bán thơm ha, thơm thái. Thơm thái này nhiêu trái vậy anh? Bán ký hả? Có mày thái nữa nè. Dạ, có mày thái nữa nè. Mày thái không? Dạ. Mày thái đây cô chú anh chị, 90 ngàn một ký. Dạ alo. Dạ. Chưa, em chưa quay xong nữa. Con gì anh trai? Dạ biết. Ok, nghe cầu không anh? Dạ dạ, rồi. Rồi vậy xí... Dạ, xíu qua xong em chạy ra. Ok anh, rồi rồi rồi. Kênh gì anh Lộ? Dạ kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ, chào cô. Đó. Năm nay lễ hội trái cây thấy bà con mình trái cây cũng nhiều quá hả cô? Dạ. Hỏi nhỏ nữ quà. Hỏi nữ quà. Hả? Dạ Khám Phá Vĩnh Long. Nhiều không? Dạ ít anh ơi. Có 500 anh em à. Dạ. Dạ. Dạ từ từ, đúng rồi. Hỏi nữ hoàng, này ký 8.000 hả con? 8.000 ký. Dạ, 8.000 ký nè cô chú anh chị. Đó. Bên đây thì có mận. Mận Hà Nội 40.000 ký. Còn cái trái này trái gì con? Xe điều. Dạ. Xe nước à? Xe nước nào anh? Xe nướng. Xe nướng hả? Xe bán đồ nướng hả? Chưa nướng. Dạ chưa nướng. Chưa nướng. Dạ. Không, quay buổi về xong rồi đó, về đó. Đâu có quay buổi chiều nữa, nổi nữa. Dạ cái này con quay lên YouTube á cô. Dạ, lên trên mạng á. Dạ. Rồi, con cảm ơn nhiều nha. Chúc mấy cô với chú đây nhiều sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn anh luôn. Rồi, mình đi qua dài bên đây coi bà con mua trái cây bên đây là cô chú không chị. Năm nay á thì là trái cây bán cặp ở bên cái khu hội chợ này cô chú anh chị. Sân khấu nè, này sân khấu để tối ca sĩ về ca hát biểu diễn nè. Đó. Này là phía sau lưng nha, phía sau lưng sân khấu. Ồ ồ trước trái cây kìa, hải hùng luôn. Quá rồi. Năm nay trái cây nhiều lắm. Quá đông luôn. Đó, xa xa là thấy mít nè cô chú anh chị. Mít. Rồi nhãn da tím, chôm chôm. Đó. Cái này giống như nhãn lông da tím vậy nè. Cái da nó đỏ ao tím nghiệm mà ha. Đó. Chị năm nay mấy cái gian hàng ở bên trong mình dời ra ngoài đây hả chị? Dạ. Dạ, người ta dời hay là mình tự dời vậy? Dạ, người ta dời. À dạ. Năm trước em nhớ bán ở trong á. Dạ. Dạ. Nhãn da tím này 1 ký nhiêu vậy chị? 70.000 ký ha. Dạ. 70.000 ký nè. Tím á cô chú anh chị. Chôm chôm nè. Chôm chôm mình đẹp đẹp không nè. Sầu riêng vậy nhân ký. Dạ 80. Sầu riêng miền Tây mình có. Sầu riêng miền Tây 80.000 đồng một ký. Trời ơi mít kìa. Quá trời muối luôn. Vô đây nhiều chuyện xíu nha. Này là mít tố nữ hả chị? Mít tố lai. Mít tố lai hả? Mã lai. Mã lai hả? Ừ. Dạ. Ồ muối nó dính vô cái cùi chùm chùm ha. Này 1 ký là nhiêu tiền vậy chị? 25.000. Dạ, 25.000 đồng 1 ký mít. Ồ, nó dính vô chùm mà nó còn dính lại trái nữa ha. Đó. Đây, ai có mua trái cây thì lại ra mấy gian hàng này của mấy chị đây nha cô chú anh chị. Mít mã lai rồi sầu riêng miền Tây. Nhãn da tím rồi á. Dạ. Quá trời luôn. Hôm nay trái cây thì dời ra cặp mé đường luôn chứ không còn bán ở bên trong như lúc trước, nhưng mà năm nay trái cây em thấy nhiều hơn năm trước rất là nhiều. Dài khu này bán chôm chôm nè, chôm chôm đường 15.000 đồng một ký. Đây là chôm chôm đường của chú anh chị, trái nó nhỏ nhỏ mà ăn nó rất là ngọt. Bên này sầu riêng có đẩy giá nè. Này ghi 6 hả chị? Ghi 6 là 100.000 đồng một hộp như vậy hả? Dạ có đẩy giá ha. Chọn này là 70.000 đồng một ký. Ghi 6 cái mơn.
trái quá trời bự luôn. Chôm chôm ăn cột này, chôm chôm thái này là ở nhà mình trồng luôn hay là mua đi bán lại chị? Nhà trồng. Dạ, nhà trồng luôn ha. Wow, nhà vậy cũng ngon quá trời luôn rồi, trồng đủ trái cây hết. Măng cục, măng cục lão 50 ngàn. Lão là nó già quá không chị? Cây già nó không, cây nào lão nó già nó không có bị mủ ở trong. À, những cái cây to thì thường nó sẽ bị mủ ở trong. Dạ. Ồ, cây già là sẽ không bị mủ ở trong cô chú anh chị ơi. Còn mà cây tơ thì sẽ bị mủ ha. Đó. Na hái nè. Bữa hổm em kêu cái trái này trái mãng cầu mà em kêu mãng cầu na ta la quá trời chị. Dạ. Dạ. Ta la quá trời. Ta nói quỷ đăng ký luôn, mãng cầu nói mãng cầu, ta nói na, mãng cầu na là cái gì? Quỷ đăng ký kênh. Dạ. Kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Em cảm ơn nhiều nha. Có đăng ký luôn á. Dạ. Ồ. Được người đẹp xem mà đăng ký nữa, quá trời hãnh diện luôn. Dạ, em cảm ơn nhiều. Alo. Ồ ồ. Bên đây thì là kẹo chôm chôm với kẹo chuối nè cô chú anh chị. Đó, kẹo chôm chôm nghe lạ ghê không? Em ăn thử đi anh. Dạ. Thử rồi mình cảm nhận. Dạ. Là béo của nước cốt dừa, bùi của đậu phộng, bùi thơm của người mè rang ngon lắm. Dạ, vậy là mình làm cũng giống như kẹo chuối vậy hả chị? Đúng rồi. Nhưng mà nó có hậu vị chua chua. Cái này thì làm cộng đồng nó cũng hơn kẹo chuối nhiều. Dạ, đợt đó em có ăn kẹo chôm chôm mà ăn cái hộp luôn. Đó, cái đó là mứt chôm chôm, mứt. Còn cái này là kẹo. À, cái này là kẹo khác nữa, còn cái kia là mứt. Đây là bán 75k trên 110g. Một hộp nửa ký. À, một hộp nửa ký. 75k trên một hộp nửa ký cô chú vậy. Em bị quán gà rồi. Nói lộn. 75 ngàn chắc hơi trúng mánh á anh. Trúng mánh luôn á. Mau già lắm á. Dạ. Ai à? Bà khía á cho anh. Dạ. Bà khía sữa. Dạ. Bà khía sữa 69k trên nửa ký. Dạ, một hộp vậy là nửa ký. Mình trộn sẵn luôn rồi đó ha. Dạ, trộn sẵn. Dạ. À. Đây em trộn là chua chua ngọt ngọt nhưng chị nó dễ ăn lắm anh. Dạ, chua theo chua ngọt ngọt. Cái vị của miền Tây á. Dạ. Dễ ăn. Còn cái này là cái gì đây? Sâm lạnh hả? Dạ, sâm lạnh, sâm đây nhà nấu luôn anh. Nhà nấu luôn. Dạ. Còn không? Lấy em chai sâm nha. Rồi, em lấy đi. Dạ. Đây, em lấy chai sâm uống cho nó mát coi. Dạ. Dạ, uống luôn, em uống luôn. Dạ, em gửi tiền như vậy nha anh chị. Dạ. Dạ. Đây là sâm 24 vị nha. Dạ, 24 vị luôn. Dạ. Sâm 24 vị cô chú anh chị ơi. Chai gì chứ 10 ngàn thôi. Để cho em gửi nha. Thôi, em không uống à. Thôi, lấy tiền đi. Dạ, để bị la. La coi người ta la em mua đồ mà người ta tặng á. Không trả tiền cũng bị khán giả bình luận đây, sao không trả tiền cho người ta. Mình mua mình trả. Dạ, em cảm ơn anh chị nhiều nha. Dạ, đây là cái gian hàng đây. Ủa, mình không có để tên hả? Ở trong đây hả? Ăn giặt bo 71. Dạ, chiên sỉ lẻ trái cây heo mùi cô chú anh chị, rồi ba khía trộn sẵn, kẹo chôm chôm, kẹo chuối. Ai mình có về đây thì ghé gian hàng nha. Rồi em chúc anh chị mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ em cảm ơn nhiều luôn. Ôi trái cây là sầu riêng, mít, cui ra họ sẵn ha, có để giá nè. Dao động là từ 105.000 đồng cho tới 196.000 đồng một hộp, là chưa tới 200.000. Trái cây, quá trời trái cây luôn. Hồi có một cuộc hẹn uống cà phê nữa cô chú anh chị. Uống cà phê với một anh ở đây. Chào, xin chào. Chôm chôm, mít. Nước sâm này nó uống rất là ngon cô chú anh chị. Không có quá ngọt mà có hương vị thơm uống ngon lắm. Trước này thì có măng cụt với sabo nè, sabo thì 10.000 đồng một ký à.
khu bên đây là một cái khu ngoài trời nè cô chú anh chị, bán những loại cây giống. Nhãn xuồng 35.000 đồng một ký. Sầu riêng này khui ra hộp sẵn hết trơn nè mà không có để giá nè, như là cân tính tiền ấy vậy. Phải không chị? Cái này là mình cân ký tính tiền đúng không? Dạ. Khui ra này là bán ký nhiêu chị? 180 ký ha. Dạ. Sầu riêng 180 ký ha. Ở ngày bán 200. Ở ngày 200. Mà bữa nay chị nha, sổ là chị đem bông về chị bán nè. À, bán bông nữa hả? Dạ. Có bông nữa. Dạ. Đó, sầu riêng bán sổ luôn cô chú anh chị. Dạ. Mấy bữa trước thì 200, giờ chỉ còn 180 thôi. Ai có ăn thì ghé đây. Đó. Giữa trái cây Tiên Quỳnh. Đó. Còn cái này bán ký là 60.000 ký. Dạ. Mùa này cuối mùa mà cũng còn rẻ ha. Dạ. Dạ, dứt lúa rồi. Sắp hết mùa trái cây luôn rồi đó cô chú anh chị. Ừ. Rồi, con cảm ơn nhiều nha. Dạ. Trời, bên đây treo lên sạp nhìn đẹp dữ ta. Bơ nho rồi nè, làm cái sạp đây á. Dạ. Ồ. Cái này em thấy nó hơi cong cong rồi đó anh, không biết nó chịu nổi không ta. Nó đang yếu nè cho nên là mới giật lên lại. À, giật lên lại đó ha. Đây anh đang làm cái cọng dây bộ ở trên để kéo nó phụ cô chú chị, cái này hơi yếu. Đây là có nho đỏ nè, rồi nho móng tay, nho út luôn nè. Giá thì 100.000 ký nè cô chú chị. Đẹp á. Đây có đào nữa nè. Đào thì 30.000. Bên đây là cái gì? Dưa Quỳnh Long bao ngọt 45.000 đồng một ký. Nhìn cái da nó đẹp ghê luôn cô chú anh chị. Da ẻo luôn à. Em cảm ơn nhiều nha anh. Trời ơi, bên đây có một cái cổng nữa nè. Đó, hoành tráng quá trời luôn. Làm gồng thụng rồi ha. Đó. Lễ hội cây trái an toàn tỉnh Bến Tre ngày nào? Năm nay thì cái khu bán trái cây dời ra ngoài đây thì dài trước thì cũng còn nữa nè. Đi ban ngày không có tốn vé vào cổng của chú chị, đi ban đêm thì tốn 20.000. Đây mình nghe ca sĩ hát á. Sầu riêng rồi đẹp quá ha. Sầu riêng, chôm chôm, dâu. Đó, măng cục 40.000 ký. Đây là mít Mã Lai nè. Mít Mã Lai 25.000 đồng một ký. Chôm chôm 12.000 đồng một ký là sa hoa. Kế bên là chôm chôm Thái. Đang ăn chưa hả cô? Dạ, mới ăn sáng à. Giờ này chưa, cô mới ăn sáng à. Chúc cô ngon miệng nha. Đó. Này là cái gì? Công ty điện lực. Trời ơi, ngay khu này điện cô chú vậy. Người ta giăng dây lại nè. Rồi à, giờ mình qua đây mình coi cây kiển thôi nghe cô chú. Cây kiển, cây giống. Ồ, mấy cái cây hoa trăm mỏi nè, đang nở bông rất là đẹp. Cái này đủ màu hết trơn á. Màu vàng, màu đỏ, màu trắng rồi. Đủ màu hết trơn á. Đẹp quá trời luôn nè, đang ra bông. Trăm mỏi Nguyễn Hanh. Hoa nở quanh năm, chuyên cung cấp hàng thành phẩm, gốc thôi trăm mỏi sỉ và lẻ. Đây dưới này có khách đang mua một số cái cây kiển, cây giống gì về trồng nè. Hình như là cây này là cây măng cụt, còn cây này là cây sầu riêng với cây mít giống mới này. Sầu riêng giống mới tới trăm mấy cây luôn. Dạ, sầu riêng giống mới này trăm mấy cây hả chú? Có giá quá ha. Dạ, 180 cây. Ồ quá có giá. Bên đây cũng có bán trái cây nè, nhãn xuồng 50.000 đồng một ký. Đó. Khu này thì bán mấy cây bông nè cô chú anh chị. Có người kêu cây Mỹ Hồng, có người kêu cây bông trang. Và đây bán nón nải. Có cái lò là éo 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 quá trời luôn.
Tại bữa nay nón 35 ngàn cái, 3 cái là 100 ngàn. 35 ngàn cái nón, 3 cái 100. Ồ, vừa vua sầu riêng hả? Sầu riêng gì đó, Musaking. Sầu riêng này rất là mắc tiền nè cô chú anh chị. Musaking. Đây có bán bánh bao nữa nè, 10.000 đồng một cái. Quá trời, mấy cây giống cây kiển khu này luôn. Có bán giống sầu riêng cái gì đó, lắc hòn gì đó, không gành nữa cô chú anh chị. Nói chung là sầu riêng này giống mới vậy nè, D200. Rồi có mai nữa nè, mai kiển nè. Mai này ra lá đột biến gì á, nhìn nó lá nó gì lá cẩm hạch vậy trời. Nhìn khá đẹp luôn. Đó. Nhìn như lá cẩm hạch vậy á. Quá lạ cô chú anh chị. Quá lạ lẫm luôn. Cây mai lá cẩm hạch. Còn khu dài dài đây thì bán mỏ lết nè, chìa khóa luôn nè. Bán đồ Nhật bãi. Hello anh, có gì độc lạ không anh, cho em quay review xíu anh. Dạ. 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 Không có độc lạ ha. Chủ yếu là đồ cây kiển bonsai nhiều. À, tại vì đây là người ta bố trí cây kiển bonsai ngoài đây ha. Bố trí ngoài đây nè, với phía sau, bờ sông nè. Phía sau bờ sông. Đây là chuyên về đồ cây kiển bonsai đó cô chú anh chị, như là kéo cắt kiển rồi sứa rồi cái đục đồ này nọ đó nha. Đó, ai có xài gì thì ghé đây. Đó, Quy Quốc tên của cửa hàng ở đây. Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Có cây gì nữa nè, cây này giống như là cây này để là cây sigo của chú anh chị. Em nhìn tưởng đâu là cây hần kỳ cũng chứ. Có trái đã ha. Sigo, cây sigo. Trúc chanh ăn lá 30.000 đồng một cây. Tiêu Phú Quốc 30.000 đồng một cây. Rồi có bán dây sâm lông nữa, 20.000 đồng một dây. Ồ cái dây này nó có lá nó có lông lông ngộ ta. Còn sâm bình thường của mình thì không có lông nha. Ở đây cây cối đồ có để bán giá kèm theo hết trơn á. Cô chú anh chị nào muốn mua cái đó giống gì đó thì ra ngoài đây mình xem cho nó chi tiết hơn cô chú anh chị. Chứ em quay thì không có chi tiết nổi đâu. Đại khái ơi cô chú anh chị ơi, số cái cây nào đặc biệt thôi ha. Không ngờ cô chú anh chị cũng thông cảm nha. Cóc hái nè, 30.000 đồng một cây. Cây cóc này mới nhỏ nhỏ mà nó có bông sắp sửa có trái nè. Quá trời lẹ luôn. Bơ 304 40.000 đồng một cây. Đó, nguyên dọc cái khu đất trống này bà con bán về chiên về cây cảnh với cây giống rồi đồ để dùng trong cây cảnh rồi đó ha. Nắng quá nắng rồi cô chú anh chị. Đây một cái cửa hàng bán cây giống với hoa kiển nữa nè. Bên đây thì là bán phân bón và rất nhiều quốc gia ở châu Phi. Phân sản bón... lượng xuất khẩu của ba con cò ba đã con tăng cò. Từ 2.000 tấn trong năm 2010 lên gần 100.000 tấn năm 2017. Chứng minh danh tiếng mạnh mẽ của thương hiệu Ôi, ba con cò. Mấy chị em ở đây mặc cái áo làm giống như cái bao phân luôn kìa. Dây chuyền phối trộn các nguyên liệu dạng hạt được phối trộn đâu cái gì đâu cho anh người yêu cái coi dạ. Đây ngoài ra ba con cò còn bổ sung mấy chị là mặc cái áo này bên phân bón luôn hả mấy chị, đẹp quá ta. Dạ đó dạ. Dây chuyền tạo hạt các nguyên đây cái này là phân gì đây chị, hữu cơ. Hữu cơ dạ. Phân hữu cơ nha. Bên đây là hữu cơ cá. Đúng rồi, hữu cơ cá. Dạ, hữu cơ cá cái này là giúp cây tăng trưởng hả chị? Chất hạt thành phẩm giúp đất lên sớm nữa.
dạ. Đó, mỗi chị là mặc mỗi một cái heo hương hiệu của cái bao phân nghe cô chú anh chị. Dạ. Rất là đẹp, rất là đẹp. Đó. Còn bên đây là chị bên phân gì đây? Đây là phân cò vàng 20-20-15. Dạ, của 20. Công ty ba con cò nha. Dạ, của công ty ba con cò. Dạ. Vậy là cái này gọi là phân bón NPK đúng không chị? Dạ đúng rồi. Dạ. 20-20-15. Dạ. Dạ, cái này là đủ thành phần trong đó hết á. Dạ. Đây là bà con đang rất là ưa chuộng. Dạ. Một sản phẩm bán chạy nhất gần như là Bến Tre. Dạ, một sản phẩm chạy bán ở Bến Tre nhất đây luôn. Dạ. Dạ, chị cái này là thường dùng cho cây cây ăn trái hay là cây lúa chị? Đúng rồi, dạ. Cây lúa, cây trái, nhưng mà cây dừa hay dừa xài cũng được hết. Dạ, nói chung cây nào cũng xài được hết. Dạ, dạ. Cây nào cũng xài tốt hết. Đó. Chị bên đây. Dạ, ba số 15. Dạ. Ba số 15 luôn hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Không, bón này thì bà con hay sử dụng để nuôi trái. Nuôi trái. Là sầu riêng. Dạ. Đặc biệt là sầu riêng với chôm chôm. Dạ dạ. Dạ. À. Vậy là ai mà có trồng sầu riêng chôm chôm thì lại đây tìm chị này nha. Dạ. Dạ. À, cái này là chi nhánh của Phúc Hành Khang. Dạ. Dạ. Phúc Hành Khang của chú anh chị, chi nhánh lớn. Đó. Rồi em cảm ơn mấy chị nhiều nha. Đó, chúc mấy chị nhiều nhiều niềm vui, nhiều nhiều sức khỏe và trẻ đẹp nha. Dạ. Cảm ơn nhiều luôn. Đó, chị em này quá trời dễ thương luôn. Rồi cảm ơn mấy anh luôn. Dạ. Ở đây được tặng nón nãy nữa hả chị? Dạ. Nón không? Dạ, mua hàng là sẽ có quà nè. Kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Đó, mấy chị đang đứng chụp ảnh nè. Quá đẹp luôn. Rồi mà lại mình lấy cái bánh rau luôn. Dạ, quá đẹp á. Hai, ba. Đó. Được không em né cho mấy chị ấy, anh chụp. Rồi em cảm ơn nhiều nha. Rồi mình đi qua ngoài đây hôm qua tiếp tục cô chú. Đơn vị phân bón là gì vậy? Ở đây rất là nhiều. Đó. Nguyên khu này là của Phúc Hành Khang không đó. Dạ. Dạ. Rồi. Bên đây có bán lan nữa nè. Vũ nữ vàng 60.000 đồng một chậu. Ở này lan người ta hay làm một cái lưới mát nó che lại gì nè cô chú chị. Lan thì nó không có chịu nắng trực tiếp mạnh. Phải làm cái lưới lan. Bên đây là giống sầu riêng Bắc Hòn. Ôi cây tùng rồi nữa kìa. Đây bonsai nè. Đó. Hello. Đang chất ra ha. Quá trời mấy cây bonsai đẹp luôn. Dán đâu nè. Đây là một cây gió lùa. Đó. Không biết phải không nữa. Bên đây thì là mai. Trời ơi. Mấy cây mai đây đế dữ dữ không nè cô chú anh chị. Mai đế nôm nè. Cây nhỏ mà cái đế hết hồn ha. Nguyên một bộ đế. Như là một cái nôm vậy đó. Như là cây mai đế nôm. Bông rất là đẹp. Vàng rực luôn. Này đang xịt thuốc nó hay tưới cây anh? Tưới cây anh ơi. À. Tưới cây. Đang tưới cây cho cây mai. Đó. Khu bên đây thì là bán về mai kiển rồi bonsai cây giống của chú anh chị. Rồi chắc đến nay em cũng xin kết thúc video clip tại đây cô chú anh chị ơi. Để em xin phép tạm gác máy cái để tổng kết số tiền của chú anh chị mình thường quân rồi mình nghỉ nha cô chú anh chị. Đó. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình ơi, thì em mới vừa di chuyển ra ngoài vòng xây Chợ Lách với cô chú anh chị mình, thì cũng mới vừa tổng kết xong số tiền của cô chú anh chị mình thường quân vừa xong, thì em cũng xin thông báo lên cho cô chú anh chị mình cùng nắm với em nha. Thì ở trong video clip này em có sử dụng số tiền của cô Trân là 400 để gửi tặng cho chú bán với số khuyết tật của cô chú anh chị mình đây. Thì ở những clip trước em còn giữ số tiền của cô Trân á,
là 20.400.000 đồng, trừ cho 400.000 ở video clip này thì em còn giữ lại số tiền của cô ở đây là 20.000.000 đồng, thì số tiền còn lại em xin phép thực hiện ở những video clip tiếp theo nha. Con cũng thay mặt chú bán vé số cảm ơn cô Trâm rất là nhiều, chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe và gia đạo bình an may mắn nha cô. Rồi tiếp theo thì em sẽ cập nhật tiếp số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà em còn giữ ở đây nghe quý cô chú anh chị. Tiếp theo là tới số tiền của một chú giấu tên, thì ở những clip trước em còn giữ số tiền của chú là 2.368.000, thì số tiền còn lại này em xin phép cũng được thực hiện ở những video clip tiếp theo luôn. Thì con cũng xin cầu chúc cho gia đình của chú và cả nhà bình an mạnh khỏe nghe chú, chúc chú làm ăn phát tài. Rồi tiếp theo là tới số tiền của chú Phúc và cô Minh và những người bạn của cô, thì ở những clip trước con còn giữ số tiền của cô chú ở đây là 18.604.000, thì số tiền còn lại này con cũng xin phép được thực hiện ở những video clip tiếp theo luôn. Thì con cũng xin cầu chúc cho những cô chú nhiều sức khỏe, gia đạo bình an may mắn, hay không công việc. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình ơi, thì em mới vừa tổng kết xong số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà em còn giữ đây ha, thì số tiền còn lại này em xin phép được thực hiện ở những video clip tiếp theo nha. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video clip tại đây. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết video clip của em. Xin kính chúc toàn thể quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và gia đạo bình an, ấm no hạnh phúc nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Bye bye.